Tại xã A Bung, huyện Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị, chính quyền và nhân dân hai tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị đã làm lễ bàn giao, tiếp nhận công tác quản lý địa giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Quảng Trị theo nghị quyết số 31 của Chính phủ tại khu vực xã Hồng Thủy, A Lưới, Thừa Thiên Huế và xã A Bung, Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị. Trên cơ sở đường địa giới hành chính đã được xác định tại thực địa và bản đồ, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã bàn giao 261 hộ dân, hơn 7.000 ha đất các loại thuộc hai thôn PE1 và PE2 để UBND tỉnh Quảng Trị quản lý toàn bộ kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2020. Sau khi được bàn giao, chính quyền hai tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để chỉ đạo các ngành, các địa phương giải quyết những vấn đề còn lại. Riêng những vấn đề liên quan đến đất xen canh thì người dân được tiếp tục sản xuất trên tinh thần của luật đất đai đã quy định.